Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 14 cây cần Nhật bãi nha. Thì lô của em hôm nay nó sẽ gồm là vừa carbon vừa fib nha. Những cây cần đầu tiên này, 5 cây cần đầu tiên này là 5 cây cần fib, còn lại là cần carbon hết nha mọi người. Thì mọi người xem và có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại là 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha. Giá em báo là chưa gồm phí ship nha. Phí ship của mỗi đơn hàng này là từ 3 tới 40 ngàn một đơn hàng. Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán nha. Đơn hàng từ 2 cần free ship nha. Đầu tiên cây cần số 1. Thì cần số 1 đây em có là một cây súp lỡ. Cây này nó dài là 3 mét như thế này nha. Chất liệu của cần là chất liệu fib. Số 1, số 5 là fib hết. Phần chui của nó này, chui của nó là dạng chui vặn như thế này. Nó có màu xanh. Ngoại hình của nó này ở đây nó dính một ít cái vết băng dính bẩn. Cây này thì bát máy của cần là bát hãng nha. Bát kẹp bát hãng như thế này. Tem nhãn này. Cây này hiệu của nó đây, New Chai Cutter, dài là 3 mét, hàng China xuất Nhật này, có mã code này. Màu xanh như thế này. Cây này thì phần khoen của nó là khoen hãng nha, khoen của nó là loại khoen thường, loại sứ đen, 2 4 5 khoen cả đầu bung. Phần ngọn của nó cũng có màu xanh. Màu xanh toàn bộ cần nha mọi người. Đây là phần ngọn của nó này. Cái này thì ngọn cần có độ lớn là, cái này thì ngọn của nó lớn. Phần ngọn của nó em đo được là 3.6 ly nha mọi người. Phần ngọn này em đo được là 3.6 ly. Phần ngọn đây. Cái này thì bao gồm có tất cả là 3 lóng. Lóng ngọn của nó này có một cái vết tróc sơn ở đây nha. Lóng thứ hai. Và lóng gốc. Ba lóng dài là 3 mét, độ cứng của cần là tầm 25 nha, cần súp lỡ, hàng China xuất Nhật, khoen bát thường. Tổng thể của cần số 1 là như thế này. Thì cây cần số 1 này nặng là 282 g, thu gọn là 108 cm. Cần số 1 có giá là 200.000. Cây số 2. Số 2 em có là một cây cần rút. Cây này nó dài là 2m7. Độ cứng của cần là cứng 20, có cái màu nâu như thế này. Phần chui của cần nó là phần chui vặn. Thông số của nó đây. Hàng này là hàng made in Korea, hiệu của nó đây mọi người. Hiệu là hiệu Marine nha. Marine này, logo của cần. Hàng made in Korea. Độ cứng 20, dài là 2m7, cũng tầm DX nha. Góc của cần là phi 22.6. Ngoại hình của cây này nó có trầy xước nha. Trầy xước phần góc này. Phần góc cần thì nó sơ xước như thế này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, hiệu Marine. Cây này thì khoen Fury hết. Khoen Fury loại xước xám hết. Thì gồm có tất cả là 2, 4, 6 khoen cả đầu bu nha. Đây, 6 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái khoen đầu tiên của nó này, cái vòng kim loại phía dưới nó có một cái vết nứt nhẹ ở đây nha mọi người. Còn lại các khoen khác ok. Cái này thì nó có một cái vòng kim loại ở phía trên nữa. Độ cứng 20, phần ngọn của cần nó có màu trắng nha. Cái này thì độ lớn của ngọn cần là 2 ly. Phần ngọn màu trắng như thế này. Lóng thứ hai. Có vết sơ xước ở đây nha mọi người. Lóng 3 của nó này. Màu nâu hết nha. Lóng thứ tư là lóng kề góc. Kề góc có trầy xước. Tróc sơn ở đây nha. Còn lóng góc thì kề góc thì nó có sơ xước như thế này. Nó có một vết trầy ở đây nè. Chủ yếu nó trầy ở cái lóng kề góc nha. Và lóng góc của nó. Marine 22m7. Cần rút nha. Tổng thể của cần số 2 nó là như thế này. Cần số 2 này nó có cân nặng là 219g, thu gọn 63cm, cần số 2 giá 320.000. Cây số 3. Số 3 em có là một cây súp lỡ của Daiwa nha. Cây này thì độ cứng là 25 và chiều dài là 3m. Phần góc của cần đây. Cây này thì phần chui vặn nha, hiệu là hiệu Daiwa. Ngoại hình thì ở đây góc cần có trầy xước như thế này. Phần gốc là phi 21.7. Bát của cần là bát kẹp Fury F7.
Màu của nó là màu đỏ nâu nha mọi người. Ở đây nó dính bẩn nha. Hàng made in Korea, cứng 25, dài 3m, dòng súp lỡ nha, súp swing. Màu đỏ nâu, ngoại hình như thế này. Cây này nó cũng là khoen, khoen của nó là khoen Fury. Cái này bao gồm có tất cả là 5 khoen, 2, 4, 5 khoen nha. Trong đó thì nó có bị lai một khoen nha mọi người. Một lai một khoen giữa này, khoen giữa này là khoen khoen hãng. Còn lại 4 khoen, 3 khoen và đầu bu của cần là Fury xứ xám nha. Gồm tổng là 5 khoen như thế này. Phần ngọn của nó, ngọn thì có màu trắng, độ cứng 25, dài là 3m. Độ lớn của ngọn là 2 ly 6. Cây này đầu lọng, đầu ngọn này nó có cái tróc sơn ở đây nha. Nắm ngọn này, ngọn có sơ xước như thế này. Lóng thứ hai, lóng thứ hai cũng có trầy xước. Lóng thứ hai trầy xước nha. Đấy, trầy xước khá là nhiều ở cái lóng thứ hai. Trầy xước khá nhiều ở lóng 2 nha mọi người. Gồm có tất cả là 3 lóng thôi. Súp swing 25 3m. Hiệu là Daiwa, hàng Korea xuất Nhật. Tổng thể là như thế này. Thì cây cần mã số 2, nặng mã số 3, nặng là 262 g, thu gọn 115 cm. Cần số 3 này giá cũng là 320.000. Cây số 3, cây số 4. Số 4 là một cây cần, cây cần rút mini. Cây cần rút mini như thế này. Thì cây này, cây số 4 này là hàng made in Korea nha mọi người. Hàng made in Korea có cái tem nhỏ ở đây. Màu của nó là màu phần cán thì màu xanh, phần mút số màu xanh như thế này. Bát của cây này nó sử dụng là bát nhôm vặn, bát nhôm. Cây này thì cái phần bát máy ở đây nó có đây, nó có cái tróc với sơn ở đây nha. Và cái phần bên này này, phần trên này, phần trên này nó hơi bị móp ở đây tí. Nhưng mà cái này mọi người lắp máy bình thường nha. Đây, đây, máy này lắp vào sử dụng bình thường. Em sẽ lắp máy vào mọi người xem nhé. Cái này ở cái phần vòng kim loại phía trên nó bị móp một tí nha. Đây, đây cái này mọi người lắp máy bình thường nha, rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn này. Máy rất là chắc chắn nha, không có vấn đề gì hết. Tháo máy ra. Đây, đây là phần bát của nó nha, bát nhôm. Phần trên này là mút xốp. Cái này là hàng Korea xuất Nhật, thông số của cần nó nằm ở đây. Nó có chiều dài là 2m40, rút tất cả là 6 lóng màu. Các lóng phía bên trong của nó là nó có màu đen như thế này nha mọi người. Và khoen của cần này nó cũng là khoen Fury luôn nhá. Khoen của nó là khoen Fury loại xứ trắng. 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bung. Khoen cần là khoen Fury loại xứ trắng. Cái này thì độ lớn của ngọn đây. Cái này phần ngọn của nó là 2.38 ly. Lóng ngọn thì nó cũng có màu đen như vậy luôn. Cái này cứng tầm khoảng 20 nha mọi người. Cứng tầm 20, dài là 2m4, cần rút mini chất liệu phích. Đây, các lóng bên trong của nó. Đây, các lóng bên trong nó khá là mới. Cái này nó chỉ xấu cái phần phần bát máy một tí thôi. Còn các lóng này, lóng nó rất là đẹp nha. Dài 2m4, rút tất cả là 6 lóng. Độ cứng của cần là tầm 20. Nó hơi xấu phần bát ở đây thôi nha mọi người. Cắt nhôm, hàng Korea xuất Nhật. Tổng thể nó là như thế này. Thì cây cần này là mã số 4, cân nặng là 184 g, thu gọn là 53 cm. Cần số 4 giá là 300.000. Tiếp theo cây thứ 5. Thứ 5 em có một cây cần súp nha. Cây này súp, khoen bát Fury, màu xanh ngọc, rất là đẹp nha mọi người, mới nữa. Cái này thì thông số của nó đây, nó có chiều dài là 3m60, hàng Korea xuất Nhật. Hết trinh mây, dài là 3m6, độ cứng để ít. Hàng Korea, phần gốc của cần là phần chui vặn nhá, màu của nó là màu xanh ngọc. Đem nhãn đây. Gốc cần có độ lớn là phi 23.9.
Bát của nó là bát kẹp Fourier F7, màu xanh ngọc như này. Nó dính một vài vị trí nó dính bẩn nha. Dài 3m6, cứng DX. Khoen của nó là khoen Fourier hết nha, khoen Fourier loại xứ xám hết. Gồm có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu như thế này. 13 là Fourier gập. Phần ngọn cần thì nó có màu trắng nha. Dài 3m6, ngọn là 2.87 ly. Độ cứng của cần này tập 25, cứng DX nha. Phần ngọn đây. Lắm thứ hai nè. Lắm thứ hai là màu xanh ngọc như vậy. Ở đây bẩn. Lắm thứ ba đây. Màu sơn của cần rất là đẹp. Có tất cả là 4 lắm. Kettin May dài 3m6, cứng 25. Quen bán là Full Fury. Tổng thể của cần như thế này. Thì cái này nó là mã số 5. Số 5 này nặng là 318g, rút gọn 100cm. Cần số 5 giá là 420.000. Tiếp theo từ cần số 6 tới cần số 14 là cần gập bon nha mọi người. Thì cây cần số 6 ở đêm có là một cây của Ryobi, cây cần súp lỡ của Ryobi nha. Phần gốc của cần đây. Cái này thì chuôi của nó này, chuôi của nó là dạng chuôi vặn, hiệu là Ryobi, hàng made in Korea, mã code đầy đủ nha. Carbon Master SS. Cái này thì trên cần ghi là cứng 15, dài 3m60. Cái này thực tế em đo thì dài nó là 3m40 nha. Cây này hạn ngọn 20cm. Góc của nó là phi 20.3. Hạn ngọn nha, hạn ngọn 20cm là còn 3m40. Độ cứng bây giờ tầm khoảng là 20 nha. Khoảng 20-25. Phần pad của nó là pad kẹp Fury FS6. Màu của nó là màu như này. Đây là vết bẩn mọi người nhé. Đây là vết bẩn. Khoen của cần đây. Cái này thì nó bao gồm có tất cả là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu. Thì trong này nó có một khoen thường nha. Em coi nó lai khoen nào. Đây, cái vị trí khoen này. Vị trí khoen này này mọi người. Cái khoen này là khoen lai, khoen thường. Còn lại 4 khoen còn lại là khoen Fury loại xứ xám nha. Đây, hàng của Ryobi. Ngọn bây giờ có độ lớn đây. Phần ngọn bây giờ có độ lớn là 3.16 ly nha. Đây bây giờ cứng nó tầm khoảng là 20-25, dài là 3m4. Chất của nó là chất carbon xoắn như thế này. Đây là lóng ngọn. Lóng thứ hai. Lóng thứ ba đây. Lóng ba của cực. Và lóng gốc, 4 lóng tất cả nha. Để xíu ở đây một tí. Khoen bát Fury. À rồi, khoen thì nó bị lai một khoen, em đã báo rồi nha mọi người. Tem nhãn của cần đầy đủ. Chưa như thế này. Hãng Ryobi Carbon Master. Dài 3m40, tổng thể nó như thế này. Thì cây cần này nó là mã số 6, nặng là 229g, rút gọn là 103cm. Cần số 6 giá 550.000. Tiếp theo cây số 7 nha. Thì số 7 em có là một cây cần rút. Cây cần rút như thế này nha. Cây này thì phần cán ở đây là cán mút xốp. Phần mút xốp này nó khá là to nha mọi người. Phần tay này. Đấy, mút xốp của nó đây. Cây này bát Fury tem vàng, bát vặn. Ở trên này, tay cầm mút xốp. Tem nhãn của cần ở đây. Đây nó dính dính vết bẩn. Thông số của cần. Cái này là hãng Mamiya. Mamiya OP, cứng 30 và 2m4. Tem nhãn của cần đầy đủ nha. Cứng 30 và 2m4, khoen của cần nó là khoen Fury hết. Có bao gồm là 5 khoen cả đầu bu như thế này. Khoen Fury loại xứ xám, có 5 khoen. Ngọn của cần là 2.28 ly nha, cứng 30, dài là 2m40. Đây lắm ngọn, nó có màu xám như thế này. Ngọn thứ hai đây. Lắm thứ ba. Hướng 30 và 2m4 hãng Mamiya OP. Và lắm gấp 4 lóng tất cả. Ở đây thì đều dính vết bẩn. Quen bán là Full Fury.
và tổng thể của cần nó như thế nào. Cây này là mã số 7, nặng là 254g, thu gọn là 70cm. Cần số 7 này có giá là 700.000 nha. Tiếp theo cây số 8. Số 8 ở đây là một cây cần rút mini carbon. Cây này là hàng của Shimano. Phần gốc của nó đây. Cây này thì phần cán của nó là mút xốp màu xám nha. Mút xốp màu xám như thế này. Phần phát của nó là phát phẳng Fury. Phẳng Fury như thế này. Cây này thì nó có cái màu xám như thế này. Ngoại hình nó có sơ xước nha. Này, đầy xước như thế này. Tem nhãn của nó cũng hơi mờ cái phần tem. Đây, hiệu của cần nó là Shimano. Hàng này là hàng Made in Korea nha mọi người. Hàng carbon Made in Korea, độ cứng là 30, độ dài là 1m80 nha. Bon Holiday Pack dòng cần rút mini. Cái này thì nó thu gọn là 43cm thôi nha. Và khoen của cần đây. Cái này nó cũng là khoen Fury loại xước xám hết. Gồm có là 2 nè, 4, 6 khoen bao gồm có đầu bu. 6 khoen bao gồm có đầu bu nha mọi người. Đây, cây này hình như là em nhớ có một cái vị trí nứt khoen, để em xem lại nha. Vị trí nứt để em báo rõ cái khoen bị nứt để cho mọi người xem luôn ha. Đây, đây mọi người, vị trí khoen này nha. Cái khoen thứ hai từ phần góc lên là vị trí này ở đây. Nó có một cái vết nứt ở đây nè. Đó, một vết nứt ở đây. Còn lại các khoen khác ok hết. Cái này thì gia cố keo rồi. Toàn bộ là khoen Fury lõi xước xám hết. 2, 4, 6 khoen cả đầu bu nha. Độ cứng 30, dài 1m8 hàng của Shimano. Ngọn của cần là 1.8 ly. Đóng ngọn của cần đây. Ngọn màu đen. Đóng thứ hai nha. Đóng 3 đây. Ở đây nó có một cái trầy xước. Đóng thứ tư. Đóng thứ tư của nó này. Lóng thứ năm nha, lóng thứ năm, lóng kề góc này, có trầy xước cái phần đầu lóng như thế này. Thông số của cần này. Holiday Pack cứng 30, dài là 1m80 nha. Ở đây nó có một cái vế xước cát nha mọi người. Cái vế này là cái vế xước cát nha. Em mắc một cát rút lên rút xuống, nó có cái vế trầy ở đây. Và cái phần đầu lóng này là cái màu đen này ở đây, nó bị tróc sơn ở đây. Và lóng góc của cần đây. Shimano 30, 1m8. Cây này thu gọn là 43cm. Mã số 8, nặng là 125g. Cần số 8 giá 550.000. Cây số 9. Thì cây cần số 9 ở đây là một cây ISO khoen nhỏ. Cây này nó có cái đặc điểm như thế này nha. Chiều dài của cần này nó là dài là 3m60 nha mọi người. Và cây này khoen của nó là khoen Fury Fit. Phần gốc của cây này, phần gốc của cây này nó được đổ lại rồi mọi người nhé. Nó được đổ lại cái phần gốc bằng trúc và cuốn cái sợi mây trang trí như thế này. Phần trên này là hàng carbon này, nó đổ cái phần gốc ở phía dưới như thế này nha. Đây, gốc của nó là gốc trúc và cuốn sợi mây trang trí. Và phần pad của cần nó là pad kẹp Fury Stainless nha. Đây là pad của nó. Bắt kẹp Fury Stainless, cái chữ Stainless ở đây thì nó hơi bị mờ nhưng mà mình vẫn nhìn thấy được nè. Fury Stainless. Phần góc cần như thế này. Góc trúc nha. Phần đây ở phần trên này là carbon và nó có trầy xước ở đây. Lắm góc của cần. Một vài cái trầy xước ở đây nha. Cái phần này, phần ống ở đây rất là nhỏ, phi 10.2 nha mọi người. Phi 10.2. Khoen của cần này nó là khoen Fury hết. Khoen Fury Fit nha. Đây, tất cả các khoen của nó là Fury Fit chân đen. Đầu bu của nó là đầu bu. Đây. Đầu bu của nó đây mọi người. Đầu bu của nó là đầu bu, cũng là đầu bu Fury. Đó, nhưng mà chân trắng như thế này. Còn các khoen của nó là khoen Fury Fit chân đen. Đây là các khoen của cần. 2 4 6 8 9 khoen cả đầu bu nha mọi người. Và chiều dài của cần nó là 3m60. Đây là ngọn của nó. Cái này thì ngọn của cần là 1.2 ly. ISO khoen nhỏ, ngọn 1.2 ly nha mọi người.
À, lóng ngọn của cần thì nó có cái màu đen như thế này. Tầm khoảng là 2.5H. Lóng 2 đây. Lóng thứ 3. Lóng thứ 3 đây nha mọi người. Để các lóng bên trong thì ok hết. Lóng thứ 4. Gồm có tất cả là 5 lóng. Và lóng gốc thì nó có một cái trầy xước nhỏ ở cái phần ở đây thôi này. Đấy, trầy xước ở đây. Phần lóng gốc. Cái này thì nó có cái chụp gương của cần nhỏ nhỏ đi kèm như vậy luôn nha. Phần gốc là gốc trúc. Tổng thể của cần như thế này. Thì cây cần này nó là mã số 9, nặng là 160 g, rút gọn là 104 cm, dài là 3,6 m nha. Thì cây số 9 này có giá là 430.000. Cây số 10. Số 10 ở đây là một dòng mini rút luôn, mini rút carbon luôn. Thì cây này nó dài là 2,40 m nha. Gốc của nó đây. Phần gốc của cần là gốc cần cán mút xốp. Cán mút xốp, phần khoát của nó là bát vặn Fury. Bát vặn Fury như thế này. Này. Bát vặn Fury như thế này nha. Tem vàng, màu của nó là màu xanh nha. Khoen cây này nó là khoen cây này nó là khoen Fury hết. Này, khoen cây này nó là khoen Fury. À, cây này nó cũng bị lai một khoen, có một cái khoen ở đây. Đây, khoen này. Khoen kề bu nó là khoen thường. Còn lại các khoen còn lại của cần nó là khoen Fury hết nha mọi người, gồm có 2 4 6 7 khoen cả đầu bu. Đấy. Vị trí khoen này là khoen thường nha. Thông số của nó đây. Cái này thì có độ cứng là L. Dài là 2,4 m. Chất carbon, màu của nó là màu xanh như thế này nha. Phần ngọn của cần. Ngọn màu trắng, độ lớn của ngọn. Ngọn cần là 1.8 ly. Cái này thì độ cứng của nó tầm khoảng 15 nha mọi người. Cứng khoảng 15, lóng ngọn màu trắng, các lóng còn lại màu xanh. Em này các lóng bên trong còn rất là ok nha, không có rầy xước gì nhiều hết. Đây, dài là 2,40 m, độ cứng L nha, cứng tầm khoảng 15 nha mọi người. Cần rút mini carbon, thu gọn là 46 cm, tổng thể nó như thế này. Cây này là mã số 10, nặng là 139 g, rút gọn 46 cm, cần số 10 giá là 550.000. Số 11. 11 là một cây cần rút của Olympic. Đây, cây này là chất liệu carbon xoắn X nha. Hàng này là của Olympic. Olympic Century, hàng Korea xuất nhập. Cái này thì phần chưa của nó như thế này, chưa của nó thì cái khúc này nó hơi bị lệm lệm một tí ở đây, cái phần chưa cao su của nó nha mọi người. Cái phần cán hiệu là Olympic, hàng made in Korea. Cái phần cán là màu như thế này, trầy xước nha mọi người, có trầy xước này, tem nhãn này. Chất của cây này thì là chất carbon xoắn như thế này, hiệu là Olympic, hàng made in Korea. Phần gốc của cần là phi 22.8, và pad của cần nó là pad vặn Fury DPS SPS D22 Japan pad như thế này nha. Đấy, cái keo cuốn ở đây nó hơi bị ngã màu ở đây này. Thông số của cần là độ cứng 50, dài là 3,30 m. Century Sea Fighter, chất carbon xoắn X như thế này. Có trầy xước nha, có xước sáo như thế này. Khoan cần đây. Khoen này là khoen Fury toàn bộ, 2, 4, 6, 7 khoen, 7 khoen Fury bao gồm cả đầu bu nha, Fury loại xước xám. Độ cứng 50, chiều dài là 3,30 m, phần ngọn đây. Ngọn cần có độ lớn là 2,5 ly, tấm ngọn của cần này. Ngọn thì chất của nó là chất sống phòng như thế này. Đấy, nên lóng ngọn nha. Lóng thứ hai. Thứ hai đây. Này dính bẩn. Lóng thứ ba, thì lóng thứ ba là chất carbon xoắn X nha mọi người. Lóng thứ ba. Đây, lóng thứ ba. Cái lóng thứ ba nó cũng có xước sát nha. Đây. Có cái bị sờn cái độ bóng ở đây.
Đây là lóng thứ ba. Lóng thứ tư là lóng kề góc á. Lóng kề góc này nó thường hơi bị nhiều cái phần này nha mọi người. Đây nè. Đó, cái mất cái độ bóng ở đây. Chất của nó là chất xoắn ít. Còn nó mất cái độ bóng ở đây này, nó sườn xước như thế này. Đây là lóng kề góc nha. Đó, còn chất là chất xoắn ít hết. Góc cần. Hướng 50, dài 3m3, hiệu Olympic Sea Fighter. Đây, tổng thể của cần. Cây này là mã số 11, nặng là 274g. Rút gọn lại là 80cm, cần số 11 giá là 800.000. Số 12. 12 em có một cây cần 3 khúc. 3 khúc như thế này. Phần góc của cần đây. Cái này thì có phần chuông như thế này. Cán ở đây là cán mút xốp màu xanh. Cái này thì pad của nó là pad hãm nha, pad vặn, pad vặn hãm. Cross Vergus như ở đây. Màu của nó này màu đỏ với đen. Cây này thông số của nó là độ cứng 50, dài là 3m3. Hàng chung xuất Nhật nha, chất của nó là chất carbon, hàng chung xuất Nhật. Cái này phân hãng luôn, phân hãng loại xứ đen như thế này. Phân hãng luôn nha. Ngoại hình của cần thì nó còn rất là mới. Ngọn và lóng giữa đây. Màu đen. Tất cả các khoen đều là khoen hãng loại xứ đen hết nha. Đồ mô của cần. Cái này ngọn của nó là 2.38 ly. Dài là 3m3 và có độ cứng là cứng 50. Đây, cứng 50 nha mọi người. Cần 3 khúc. Khoen bát của nó là khoen bát hãng, tổng thể như thế này. Cái này mã số 12, 12 nặng là 325g. 12 này có giá là 650.000. Cây số 13. 13 em có là một cây cần cắm gốc. Đây, cắm gốc 2m. Cây này là dạng một cây cần vít nha mọi người. Cây vít, cây slow vít. Cái này thì ở trên cần nó không có cái thông số gì hết mọi người nha. Gốc của nó như thế này. Đây là gốc của cần nè. Chui của cần là chui cao su. Đây là phần cán, bát. Cán của nó là cán mút xốp. Bát vặn Fury tem vàng. Bát vặn như thế này. Đây cần cắm gốc. Đây, cắm như này nè. Đây mọi người xíu như thế này. Đây cắm gốc dạng như thế này nha. Ở đây nó dính cái vết vết băng dính nha. Đây, cần ở trên cần này thì nó không có cái thông số gì hết. Như vậy thôi nhé. Khoen của cây này nó là khoen Furisit. Khoen Furisit hết. Để em tháo ở đây ra cho nó dễ cầm khỏi vướng. Đây. Khoen cần này nó là khoen Furisit toàn bộ nha. Các khoen của nó toàn bộ là khoen Furisit hết. Đồ bô của cần nó cũng là bô xít luôn. Cái này thì phần ngọn của nó này, phần ngọn ở trên này em đo của nó cũng không có chính xác đâu mọi người nhé, tại vì nó cũng cuốn cái keo, cuốn chỉ cuốn keo rồi. Cái này là độ lớn của góc của ngọn đây, ngọn của nó này em đo là 3 ly, ngọn tầm khoảng là 3 ly á mọi người nhé, 3 ly mà nó dẻo này. Cứng của nó đây. Tầm khoảng 30 đến 50. Của cần khúc, của dòng cần khúc nha. Đây. Còn ngọn. Dài của nó là dài 2m cắm gốc. Mở hình của cần nó như thế này nè. Khoen của nó toàn bộ là khoen xích hết nha, khoen Fury xích hết. Là bát lặng Fury tem vàng. Cái này là mã số 13, nặng là 320g. Chiều dài của cần nó là dài 2m và giá của nó là 900.000. Cây cuối cùng số 14. 14 em cũng có một dòng cần cắm gốc. Thì cây cần số 14 này là một dòng cần của hãng Nissin, hàng nội địa Nhật. Cái này là phần chui của nó này. Chui của nó là cái chui gỗ, chui bè như này nha. Bát là bát lặng Fury tem vàng. Này cũng là dòng cần cắm gốc luôn. Dài của cần này nó là 1m90 nha, nó cũng cắm gốc
kiểu như cái cây lúc nãy nha, cắm vào một người vặn cái này cho khớp lại thôi. Khóa của cần là ở cái phần trên này là tay cầm mút xốp hãng Nissin. Nissin này là dòng cần hàng nội địa Nissin Lusigo, dài là 1m90. Cái này thì khoen của nó này, khoen của nó là khoen Fury loại xứ xám xanh. Đấy, cái này gồm các khoen đây. Cái này nó ngoài một vị trí ở đây nó bị chóc cái vết sơn màu đen hết. Cây này là ngọn tháp nha, đầu bu là đầu bu Fury Seed nè, nó tháp cái vị trí này tháp lên nè, ngang toàn bộ là Fury xám xanh, đầu bu là đầu bu Fury Seed, cắm gốc dài 1m90, khoan ngọn là 2.26 ly, độ cứng của nó đây. Cái này nó cong phía đầu ngọn thôi mọi người nhé, cứng cũng khoảng 50 đến 80, cái phần thân của nó cứng nha. Hiệu là Nissin, hàng nội địa của Nhật. Tổng thể nó là cắm góc như thế này, hai khúc cắm góc như thế này nha. Mã cuối cùng, mã số 14. Cây số 14 này nó có cân nặng là 402 gram, 402 gram. Số 14 này giá là 1.100.000. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm tất cả là 14 cây cần hàng Nhật Bản. Mọi người xem và có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha mọi người. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.